Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 Chúc quý vị và các bạn ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công Thưa các bạn Giá vàng trong và ngoài nước đã có phiên giao dịch cầm chừng Khi trước đó liên tục có những phiên tăng mạnh Trong khi đồng đô la và lợi suất kho bạc của Mỹ giảm điểm Qua đây cho thấy Giá vàng thế giới đang thiếu động lực để bứt phá lên mức cản mạnh 1875 đô la Mỹ. Giá vàng miếng SJC trong nước mặc dù có nhịp điều chỉnh giảm, thế nhưng vẫn đang treo ở mức cao trên 61 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Còn đối với giá vàng nhẫn bố số 9 được niêm yết tại mức từ 53,6 triệu đồng một lượng cho đến 53,9 triệu đồng một lượng. Sau đây là bảng giá vàng thế giới và trong nước tại thời điểm sáng nay. Mời các bạn hãy cùng theo dõi. Thưa các bạn, giá vàng thế giới vào dạng sáng nay thứ sáu ngày 19 tháng 11 hiện đang ở mức 1858,6 đô la Mỹ. Đây có thể nói là một mức thấp so với dự đoán trước đó của giới chuyên gia. Còn đối với đồng tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở tại ngưỡng 57.500 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên đã giảm tới 4,69%. Chỉ số đồng đô la Mỹ cũng đã suy yếu, hiện đang ở ngưỡng 95,533 điểm. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu của Mỹ cũng cùng chiều và hiện đang ở mức 1,587% một năm. Còn với giá dầu thô thế giới cũng đang ở dưới ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng. Ngay bây giờ là bảng niêm yết giá vàng trong nước vào thời điểm sáng nay. Mời các bạn hãy cùng theo dõi. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào tại mức 61 triệu đồng một lượng, bán ra 61 triệu 750 000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội có mức giá ở chiều mua 61 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 61 triệu 770 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 750 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá ở chiều mua 61 triệu 150 000 đồng một lượng, ở chiều bán 61 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào tại mức 61 triệu đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 550 cho đến 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý SJC mua vào tại mức 61 triệu 100 nghìn đồng một lượng Bán ra 61 triệu 800 nghìn đồng một lượng Tại Bảo Tiến Minh Châu Có mức giá ở chiều mua 61 triệu 120 nghìn đồng một lượng Bán ra 61 triệu 790 nghìn đồng một lượng Tại Mi Hồng SGC Mua vào tại mức 61 triệu 200 nghìn đồng một lượng Bán ra 61 triệu 700 nghìn đồng một lượng Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng SCB, mức giá ở chiều mua 61.100.000 triệu đồng một lượng, chiều bán 61.700.000 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB có mức giá ở hai chiều mua bán, 61 triệu đồng một lượng và 61.700.000 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB có mức giá ở chiều mua 60.900.000 triệu đồng một lượng, chiều bán 61.600.000 triệu đồng một lượng tại ngân hàng Tp. Banh Gôn mua vào tại mức 61 triệu đồng một lượng, bán ra 61 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chính những nhà các tỉnh thành ở chiều mua có mức giá từ 60 triệu 970 nghìn đồng một lượng đến 61 triệu 020 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 61 triệu 750 nghìn đồng một lượng đến 61 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang STC. Nhận bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào tại mức 53 triệu 200.000 đồng một lượng bán ra 53 triệu900 000 đồng một lượng vàng đi trang mua số 9 có mức giá 2 triệu mua bán 52 triệu900 000 đồng một lượng và 53 triệu600 000 đồng một lượng Vàng vàngũ trang 24k có mức giá ở 2 triệu mua bán 51 triệu 969.000 đồng một lượng và 53 triệu 069.000 đồng một lượng vàng đi trang 18k mua vào tại mức 38 triệu 354 nghìn đồng lượng Bán ra 40 triệu 354 nghìn đồng lượng Vàng đích trang 14k Mua vào tại mức 29 triệu 402 nghìn đồng lượng Bán ra 31 triệu 402 nghìn đồng lượng Vàng đích trang loại 10k có mức giá ở chiều mua 20 triệu 503 nghìn đồng lượng Ở chiều bán 22 triệu 503 nghìn đồng lượng Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, theo các nhà phân tích, mối đe dọa lạm phát ngày càng gia tăng đã làm thay đổi tâm lý trên thị trường vàng. Hiện tại, các quỹ đầu cơ đang ồ ạt mua vào kim loại quý để bảo vệ tài sản của họ. Ông Carlo Alberto de Casa, nhà phân tích tại công ty chuyên giao dịch vàng vật chất Kinesis Money cho biết Các nhà đầu tư lo sợ lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát và mua vàng để phòng ngừa rủi ro Trong khi đó, lạm phát tại Anh tháng 10 đã tăng lên mức 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái Đây là mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua Điều này càng làm củng cố nhận định Ngân hàng Trung ương nước này sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới theo ông Casa, việc tăng lãi suất vẫn là một rủi ro tiềm ẩn đối với vàng và kim loại quý này chỉ có sự bứt phá rõ ràng lên trên mốc 1875 đô la Mỹ một ao mới có thể thúc đẩy mức tăng giá thêm. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không chịu lãi suất. Diễn biến đó khiến cho kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua và sử dụng các đồng tiền khác. Tuy nhiên, một yếu tố hạn chế mức tăng của giá vàng là đồng đô la Mỹ mạnh lên sau số liệu về hoạt động bán lẻ tốt hơn mong đợi của Mỹ. Nhiều chuyên gia đang kỳ vọng giá vàng tăng lên mức 1917 đô la Mỹ. Chinh phục ngưỡng cản mạnh này là nền tảng cực kỳ quan trọng để vàng có tiềm năng chạm tới mức kháng cự tiếp theo tại vùng 1959 cho đến 1977 đô la Mỹ. Và cuối cùng là mức cao kỷ lục nhất đó chính là 2075 đô la Mỹ một ao. Trong mấy ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng rất mạnh, vọt lên trên mức 62 triệu đồng một lượng vào trưa ngày 17 và ngày 18 tháng 11, rồi điều chỉnh đi xuống và đang cao hơn giá vàng thế giới gần 11 triệu đồng một lượng. Đề cập về lý do giá vàng trong nước kéo giãn khoảng cách với giá vàng thế giới mốc 11 triệu đồng một lượng, ông Nguyễn Thế Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Bạc Việt Nam cho rằng, hiện nay, chỉ có giá vàng SJC chênh lệch cao còn giá vàng nguyên liệu cũng chênh lệch nhưng không nhiều, chỉ khoảng 3 triệu đồng một lượng. Lý do là nhiều năm nay, nước ta không nhập khẩu vàng, đồng nghĩa với việc nguồn cung khan hiếm. Người dân có vàng thì không bán ra, doanh nghiệp thì không có vàng để bán, kinh doanh, nên giá cao là điều dễ hiểu. Đề cập tới xu hướng giá vàng, giới chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng đô la, lợi suất và lạm phát để đánh giá thị trường vàng. Nếu như lạm phát tại các nước, đặc biệt là các nước có nền kinh tế lớn tiếp tục tăng, thì giá vàng sẽ còn tiến xa hơn nữa. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like cũng như là bấm đăng ký kênh nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.